sáng ngày 12 tháng 10 năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, khai thác, sử dụng và viết tin bài trên trang thông tin điện tử cấp xã. Trên địa bàn huyện Tân Lạc hiện có 16 trên 16 xã thị trấn đều có trang thông tin của địa phương. Tuy nhiên, việc quản lý và khai thác phát huy giá trị truyền thông của trang chưa được phát huy. Bởi tất cả cán bộ, công chức quản lý trang đều làm kiêm nhiệm và chưa được trang bị đồng bộ những kỹ năng khai thác, xử lý và đăng tải thông tin tại hội nghị tập huấn này các học viên là công chức văn hóa các xã thị trấn trong huyện đã được tìm hiểu và nghiên cứu các phương pháp khai thác xử lý tư liệu viết tin bài chụp ảnh các hoạt động sự kiện của địa phương các bước để đăng tải một bản tin hoàn chỉnh lên cổng thông tin góp phần nâng chất lượng hoạt động của trang thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền kịp thời đăng tải các tin tức thời sự phản ánh các hoạt động của địa phương qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân